Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hát karaoke ở trên Windows Phone 8 với cái những bài hát mình thích. Nếu như bình thường thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm, nó có phần mềm là phần mềm của nó có thể sử dụng là phần mềm KK ở đây. Thì phần mềm này hát nó sẽ có chữ, nhưng mà số lượng bài hát ở đây thì hiện của nó là rất ít và có khi là không có những bài mới phù hợp với nhu cầu của bạn. Thì các bạn muốn hát karaoke thì phần mềm yêu cầu sử dụng ở đây là mình sử dụng cái phần mềm có miễn phí trên store là Ghi Âm Pro. Các bạn có thể lên trên đấy search cái phần mềm này. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là phần mềm đao nhạc bất kỳ ở trên mạng. Ở đây mình dùng cái phiên bản phần mềm nhạc của tôi, nhạc của tôi.com. Đấy, ở đây các bạn có thể thoải mái tìm beat, rồi tìm beat phù hợp với mình. Ở đây ví dụ tôi tìm một bài hát là nhạc gì đó beat, ví dụ như là Mình Yêu Nhau Đi chứ ạ. Mình Yêu Nhau Đi beat Big Phương. Thấy phải beat không? Đây là beat. Thì ở phần mềm mình sẽ down về. Phần mềm này nó sẽ sau khi đao về thì xem nào, sau khi đao về thì nó sẽ chui vào trong audio đây, xem nào, đang download đây, bây giờ đang đợi cho nó được 8% này. Nó bị chói, trông có vẻ hơi chói. Đợi cái này do mạng của bạn có thể đao nhanh hay chậm thì do tùy theo mạng, đợi tí. Nó vậy. Chẳng quá. Nhanh lên, máy ảnh sắp hết pin rồi. Máy 2%, cố lên. Và tin cho sủa rất là vui. Đấy, sau khi tải xong về thì các bạn, cái phần nó sẽ vào là nó vào trong cái phần nhạc này. Vào phần nhạc này. Mình Yêu Nhau Đi Big Phương beat đây, nó sẽ là nhạc beat này. Các bạn nếu không đao được thì các bạn có thể copy từ bên ngoài vào. Đây gọi là đã có cái bài nhạc beat nhá. Rồi thì bây giờ mình đã vào cái phần Ghi Âm Pro này. Nó cái phần nhạc ở đây này, chọn bài hát, chọn đến bài beat của Bích Phương. Rồi. Sau đó là bật nhạc thì nhạc nó sẽ phát. Bình thường cái này thì nó là cho chưa ghi âm đúng không? Thì khi các bạn xịt stop lại, các bạn ấn ghi âm và play đồng thời cùng một lúc thì nó sẽ ghi âm cả cái tiếng nhạc đấy. Sau đó các bạn sẽ hát thì nó sẽ vừa ghi âm cả tiếng nhạc, như để cái tiếng nhạc nó vừa phải. Nếu mà bình thường thì các bạn có thể chỉ để khoảng tầm 20 thôi. Đấy, bây giờ vào nhạc hát, mình hát không hay, không hát, sau đó tạm stop lại. Rồi, các bạn sẽ có một bài thu âm. Cái bài này thì các bạn có thể đó. Thank you.
chung là sau khi sử dụng xong bài nhạc này thì ấn vào cái nút này, bạn có thể tải lên Sky hoặc là cho vào cái danh sách nhạc của mình hoặc là xóa đi. Còn nếu mà bây giờ muốn khoe với bạn bè trên Facebook thì mình hẹn gặp lại cho các bạn trong clip lần sau.